Tin nóng bóng đá World Cup tối mùng 9 tháng 12, tiên tri sư tử dự đoán Anh, Bồ Đào Nha bị loại. Một chú sư tử ở Thái Lan dự đoán Pháp, Argentina, Brazil và Morocco là những đội giành quyền vào bán kết. Tiên tri sư tử dự đoán Anh, Bồ Đào Nha bị loại. Mới đây, chú sư tử có tên Cowboy sống tại một vườn thú ở Khon Khen, Thái Lan đã trổ tài dự đoán kết quả vòng tứ kết World Cup. Cụ thể, những người quản lý vườn thú sẽ treo hai miếng mồi có gắn cờ của hai đội tuyển đối đầu nhau để Cowboy lựa chọn. Kết quả, chú sư tử này lựa chọn những miếng mồi có gắn cờ Pháp, Argentina, Brazil và Morocco, đồng nghĩa Anh, Hà Lan, Croatia, Bồ Đào Nha sẽ bị loại. Theo những người trông coi vườn thú, Cowboy từng trổ tài dự đoán ở nhiều kỳ Euro, World Cup gần đây với tỷ lệ chính xác lên tới 90%. Huyền thoại Pháp tin đội nhà sẽ vùi dập Anh. Cựu hậu vệ trái tuyển Pháp, Patrice Evra tin rằng đội nhà sẽ đánh bại Anh để giành vé vào bán kết World Cup 2022. Cựu cầu thủ MU nói với Betfair, tôi tự tin, nhưng không kiêu ngạo. Tôi hài lòng với những gì Pháp đang làm. Đó là một đội hình có sự kết hợp hoàn hảo. Tôi có cảm giác như Pháp sắp vùi dập Anh. Pháp sẽ phải đối mặt với một đội mạnh và khao khát. Nếu thi đấu với tâm thế mạnh mẽ và tự tin hơn Anh, Pháp có thể vùi dập họ. Đối đầu với Anh luôn đặc biệt với tư cách là một cầu thủ Pháp. Nó luôn luôn là một trận đấu tuyệt vời. Đó là một sự cạnh tranh tốt đẹp, không hận thù. Chúng tôi ghen tị với nhau theo một cách tốt đẹp. Tyson Fury gửi thông điệp an ủi Ronaldo. Chứng kiến Ronaldo mất suất đá chính trong đội hình của Bồ Đào Nha ở World Cup 2022, võ sĩ quyền Anh Tyson Fury chia sẻ, nếu bạn nhìn vào Ronaldo. Anh ấy đã 37 tuổi, anh ấy có những bác sĩ giỏi nhất, những nhà vật lý trị liệu giỏi nhất, anh ấy sống như một quả trứng trong chiếc bánh. Nhưng ngay cả Ronaldo bây giờ cũng đang trượt dốc, vì vậy ngay cả một người đã chăm sóc bản thân như vậy cũng bị tuổi tác bắt kịp. Yếu tố tuổi tác sẽ không chờ đợi bất kỳ ai, dù bạn đã sống như thế nào. Cho dù bạn chưa bao giờ uống rượu trong đời, cho dù bạn là ai, cuối cùng thì tuổi tác cũng sẽ bắt kịp bạn. Trippier cảnh báo mối đe dọa từ Griezmann. Hậu vệ Kieran Trippier của Anh cảnh báo các đồng đội về mối đe dọa từ Antoine Griezmann. Hai người từng là đồng đội ở Atletico Madrid. Trippier nói, Griezmann biết chọn khoảng trống và chắc chắn là một cầu thủ cần để mắt tới. Anh ấy có phẩm chất cá nhân để tìm đường truyền, ghi bàn và xâm nhập vòng cấm. Griezmann là một cầu thủ tuyệt vời và chúng tôi phải đề phòng anh ấy. Mbappé nhận lời chúc từ vua Pelé. Pelé đã lên tiếng cảm ơn Kylian Mbappé sau khi tiền đạo Pháp kêu gọi người hâm mộ cầu nguyện cho huyền thoại người Brazil hiện đang chiến đấu với căn bệnh ung thư. Pelé viết, cảm ơn cậu, Mbappé. Tôi rất vui khi thấy cậu phá vỡ một trong những kỷ lục khác của tôi ở World Cup, bạn của tôi. Mbappé phá một trong những kỷ lục của Pelé khi lập cú đúp giúp Pháp đánh bại Ba Lan ở tứ kết. Anh là người đầu tiên ghi 9 bàn ở World Cup trước khi 24 tuổi, vượt qua kỷ lục của Pelé. Phán Argentina bị trục xuất khỏi Qatar. Diego Chacon, một luật sư người Argentina, đã bị cảnh sát quốc tế Interpol bắt giữ ở Doha, Qatar. Chacon trốn sang Qatar để cổ vũ cho tuyển Argentina ở World Cup 2022 sau khi bị truy nã liên quan đến cáo buộc sát hại. Một công nhân nhà kho trong một vụ cướp hồi tháng trước. Việc dẫn độ Chacon về Argentina đang chờ xử lý. Sao tuyển Pháp khó chịu vì Walker nghĩ chặn được Mbappé? Tiền vệ Youssef Fofana của đội tuyển Pháp cho biết trong cuộc họp báo ngày 8 tháng 12 rằng anh và các đồng đội có phần khó chịu trước sự tự tin của Kyle Walker rằng anh sẽ chặn được Kylian Mbappé ở trận tứ kết Anh-Pháp. Nếu anh ta biết cách chặn Mbappé thì tốt thôi. Nhưng 19 đội ở League 1 và các đội ở Champions League đã đợi giải pháp mà chưa thấy. Sự thật sẽ đến trên sân và chúng tôi tin Mbappé sẽ cho anh ta biết tay, Fofana nói. Calvin Phillips sẵn sàng nếu Rice không đá. Trận tứ kết Anh, Pháp, sắp tới sẽ là một cuộc đấu hàng tiền vệ và đội tuyển Anh đang chờ tin từ Declan Rice sau khi anh tạm hết ốm. Mới đây, Calvin Phillips cho biết anh đã được huấn luyện viên Gareth Southgate dặn dò để sẵn sàng vào sân và lần đầu đá ở World Cup nếu Rice không đủ thể lực đá chính. Beck đã tập trở lại và chúng tôi đều hy vọng cậu ấy sẽ ra sân. Ba tiền vệ của chúng tôi cho tới lúc này đã đá rất hay, nhiệm vụ của chúng tôi giờ là phải sẵn sàng nếu một trong số họ không đá được, anh nói. Modric mập mờ với tương lai ở đội tuyển. Trước câu hỏi Luka Modric có chia tay đội tuyển Croatia sau kỳ World Cup này hay không, tiền vệ của Real Madrid đã trả lời một cách mập mờ. Tôi lúc này không tập trung cho tương lai lắm. Tôi rồi sẽ biết khả năng cống hiến cho đội tuyển quốc gia của mình được tới đâu, nhưng lúc này 100% tâm trí là dành cho World Cup, những chuyện tương lai phải để sau. Modric nói, vợ và bạn gái đồng đội giúp bạn gái Sterling đến Qatar.
Raheem Sterling sau những ngày căng thẳng vì nhà bị cướp hiện đã báo tin anh xin được quay trở lại Qatar để góp mặt cùng đội tuyển Anh đá trận gặp Pháp. Mới đây báo Anh cho biết vợ và bạn gái các tuyển thủ Anh cũng nhắn cô Pet Million bay sang Qatar để cổ vũ cho bạn trai. Họ đều đã quen biết nhau từ trước và là bạn bè nên họ hy vọng Pet Million sang Qatar sẽ là động lực lớn cho Sterling thi đấu. Viết Suzuan lọt mắt xanh Mourinho. Báo chí Italia cho biết ngôi sao chạy cánh Viết Suzuan của tuyển Nhật Bản đang được AS Roma mời chào gia nhập. Suzuan đã chơi ấn tượng trong màu áo Freiburg ở Bundesliga nên sự quan tâm của Roma cho anh đã có từ trước World Cup. Nhưng màn trình diễn của anh tại Qatar hứa hẹn sẽ nâng mức giá lên hơn 12 triệu euro mà Freiburg ban đầu yêu cầu. QD tổng hợp.